có đi tất cả đều có dụng cụ chưa? Dụng cụ tức là một cái băng, một cái khóa và một chứng nhận. Có không? Có thì đem ra sử dụng. Ông mua đá là để trường ra, để cho máu chạy đều. Đó, cái quan trọng để thôi cũng được. Cái lúc đó nếu mà tôi hướng dẫn bây giờ dạ. Cho tới được không? Không không, ngày mai là hết rồi. Vô, cảm ơn quá. Rồi sao rồi kết quả gì? Ngày em kết quả cũng được nhiều ạ. Rồi vậy được rồi. Vậy chúng ta không mua thầy lại. Đó, tôi đang về. À, đó. À, cũng khá rồi hả? Được rồi. Thôi xuống đi. Ồ, ngon lành. Rồi, tốt rồi. Rồi, ok. Cái khớp này đã khoảng hơn 6 năm rồi. Đi bệnh viện thì bác sĩ khuyên là giờ có chịu được coi như là chịu, nếu không thì phải mổ, thay cái khớp. Nhưng tôi thì tôi không muốn là cái trong cơ thể mình vô cái dạng lại vô trong cơ thể mình để chung quanh. Hiện nay qua suốt 6 năm nay thì không thể mà mổ được, không có tính đi lại rất khó khăn, đặc biệt là xuống thang lầu rất là khó. Rất khó. Lên thì khó nhưng mà xuống thì nó khó hơn. Thành thử ra vậy thì vẫn như còn vẫn còn có tuổi làm việc thì phải đi làm đúng sống không thử ra thôi, cứ nghĩ là về chấp nhận sống chung với nó chứ không nghĩ là mình qua khỏi. Nhưng mà hôm nay thì mới hơn một tiếng đồng hồ các anh này giúp đỡ thì mình thấy rằng nó giảm, tức là cái mức độ mà mình còn xuống dễ chịu đâu không trên 10 phút này. Nếu mình tôi nghĩ tin tưởng là nếu mình cứ tiếp tục, thứ nhất là dùng đá, thứ hai là tự ở nhà tự rồi. Tập thể dục nhẹ, tức là tập như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là không được như những người điều trị ở đây, nhưng mà mình đi dưỡng thì bây giờ khả năng nó không đúng rồi. Bây giờ đang ngồi xuống đến vậy thử nghe là những cái gì rồi ngồi xuống rồi. Ô trời, giỏi quá rồi. Đó không được cái gì. Ờ vậy hả? Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.